hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lập thành tích chào mừng 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Bình Dương tổ chức giải việt giả truyền thống ngành y tế lần thứ 12 năm 2024. Địa điểm diễn ra giải việt giả lần thứ 12 được tổ chức ngay trước cổng bệnh viện 1.500 giường, phường Định Hòa, thành phố Thủ dầu 1, tỉnh Bình Dương hơn 500 vận động viên thuộc 33 đội là công chức viên chức lao động hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Y tế, công đoàn ngành y tế tham gia. Các vận động viên thi đấu 4 nội dung, cá nhân nam, nữ và đồng đội nam nữ. Các nội dung được chia thành 2 nhóm tuổi, từ 40 tuổi trở xuống và trên 40 tuổi, tranh tại 3 cự ly gồm 5 km, 2,5 km và 2 km. Với tinh thần cao thượng trong thể thao, thi đấu đảm bảo an toàn và đảm bảo tính trung thực trong quá trình thi đấu. Khép lại hội thi thể thao sôi nổi của ngành y tế, những giải thưởng xứng đáng đã được trao. Tại bảng xếp hạng nam, Huỳnh Tấn Phong đã xuất sắc nhận giải nhất 40 tuổi trở xuống. Giải nhất 40 tuổi trở lên được trao Nguyễn Huy Vĩ. Kết quả bảng nữ, giải nhất 40 tuổi trở xuống trao cho vận động viên La Hồng Phương và Phạm Thị Tho đã xuất sắc nhận giải thưởng nhất 40 tuổi trở lên. Về kết quả, giải đồng đội có 4 nội dung thì Bệnh viện Đa khoa Châu Thành Nam Tân Uyên nhận giải nhất nam hạng 40 tuổi trở xuống. Còn lại ba giải nhất gồm nam hạng 40 tuổi trở lên và nữ hạng 40 tuổi trở xuống và nữ hạng 40 tuổi trở lên đều trao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ban tổ chức cũng đã trao nhiều giải nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên xuất sắc.